Rồi vườn lan em xin chào cả nhà ha Hôm nay vườn lan em sẽ lên cho mọi người một số giống lan nhé à, Mã đầu tiên em lên đó là một chậu 5 canh trắng bạch tuyết và một chậu 5 canh trắng bảo duy Nói chung hàng nhà em toàn bộ 100% là đã bật mầm gốc rồi Anh chị nào lựa trước thì em sẽ lựa cho mọi người những chậu từ 2, 3 đến 4 mầm gốc ha Toàn bộ thân già là đã, đã kết hoa hết luôn rồi cả nhà ha Năm nay về là mọi người được co hoa hết rồi đó Bình thường những cái loại này nói chung là em bán từ 3 đến 400 ngàn một chậu Nhưng mà hôm nay em tri ân em bán cho mọi người đúng 200k hai chậu ha đó mã số 2 đó là một chậu ngọc sơn cước và một chậu ho hai chậu như trên video luôn mọi người ha đó rất là đẹp đặc biệt anh chị nào mua 4 chậu là 400k là em sẽ bao cước luôn mọi người nhắc mua hai mã 4 chậu là 400 ngàn em bao cước cho mọi người luôn và mã thứ ba đó là một chậu 5 canh trắng cờ đỏ và một chậu 5 canh trắng người đẹp không tên đó hai chậu như video luôn ha nói chung là toàn bộ hàng nhà em đã lên mồng gốc hết rồi và về cho mọi người chơi đặc Đặc biệt là anh chị nào lấy hết ba mã là sáu chậu em sẽ tặng cho mọi người thêm một chậu năm canh trắng phú thọ có nghĩa là ba mã 600 trăm mọi người mua được bảy chậu ha đó rất là đẹp nói chung hàng nhà em là cây nào cũng như cây đó hết mọi người rất là đẹp mầm gốc đều lên hết rồi và em đã chịu thích cút hoa hết cho mọi người rồi nên là mọi người mang về chỉ việc chăm sóc và chơi thôi cả nhà ha rồi em rất là cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ em ạ à. em cảm ơn nhiều ha